Mến chào quý anh chị khách hàng đã quay trở lại với kênh Nhà Đất Quận 12. Hôm nay kênh Nhà Đất Quận 12 sẽ giới thiệu cho quý anh chị một căn nhà lầu, một trệt một lầu, có diện tích là 5 x 10, giá là 3 tỷ 3, nằm ở đường Tiết 52, quận 12. Và đây là bản vẽ vị trí hiện trạng của nhà. Và đây là sổ hồng của chúng ta, chúng ta có thể công chứng sang tên ngay trong ngày. Và đây là đường dẫn vào căn nhà của chúng ta. Chúng ta sẽ bắt đầu từ ngay ngã ba chợ đường hướng về hướng Bùi Công Trân, khoảng 200m vào đường Tiết 52, chạy thêm khoảng 1 km là tới vị trí căn nhà của chúng ta. Đường trước nhà của chúng ta là đường hai xe hơi né nhau, và đây là phía trước của căn nhà. Bây giờ chúng ta sẽ tiến vào bên trong của căn nhà. Căn nhà thì có tông màu trắng xám rất là sáng. Và đây là phòng khách của căn nhà. Phía trên là trần thạch cao và được bố trí đèn led xung quanh rất là đẹp. Và tiếp tới là nhà vệ sinh cũng được gia chủ lót gạch lên cao 2m, rất là sạch sẽ. Và cầu thang và nhà bếp thì cũng được dán gạch lên cao 2m. Kệ bếp và tủ bếp cũng được gia chủ lắp sẵn. Cầu thang thì được chủ gia chủ lót bằng đá hoa cương, và lan can thì được làm bằng sắt rất là chắc chắn. Bây giờ chúng ta sẽ thông lên tầng 1. Tầng 1 có 2 phòng ngủ và 1 toilet. Phòng ngủ phía trước và phòng ngủ phía sau rất là rộng rãi. Và đây là phòng ngủ phía sau, có cửa sổ, đèn và trần thạch cao. Và bây giờ chúng ta sẽ tham quan phòng trước, có nhà vệ sinh trong phòng. Phòng vệ sinh trên lầu cũng được gia chủ dán gạch rất là sạch sẽ, được gắn lavabo và kiến. Và đây là phòng thứ hai của căn nhà. Tông màu trắng sáng, rất là sáng cái nhà. Và phía trước của chúng ta có ban công là 1m và chiều ngang là 5m. Và đây là những căn nhà hàng xóm trước nhà của chúng ta. Phúc xin nhắc lại, nhà có diện tích là ngang 5 và sâu là 10, một trệt một lầu, 2 phòng ngủ, 2 toilet. Được chủ gửi bán với giá là 3 tỷ 3. Nếu quý anh chị quan tâm tới căn nhà thì có thể liên hệ với mình để gặp trực tiếp chủ, xem căn nhà và thương lượng giá với chủ. Cảm ơn quý anh chị đã xem hết video. Nhớ đăng ký kênh để nhận được những video về nhà và đất ở quận 12.